nghe coi. Rồi chạy bơm bóng đi. Là ở với ai? Rồi giỏi với ai la nói đi. Ở với con Milan. Trời mưa bóng học phòng hát lại coi. Giỏi quá ta, vỗ tay là ở với ba. Đâu rồi, Hàn Quốc, diễn viên Hàn Quốc đâu, đứng đây cho mẹ chụp hình đi coi, xuất ra. Diễn viên Hàn Quốc làm kiểu đi. Quay cái đầu qua coi. Xoay một vòng mẹ coi cái đầu coi, có quăng không, coi có Hàn Quốc không. Có lên hành đâu có. Hả? Có lên hành đâu. Có. Mẹ đang cho đang chụp hình nè. Mẹ đang ghi hình nè. Đó, ở đây làm viên đi. Làm viên coi. Ủy, Hàn Quốc. Ủy. Cậu đi. Có gì? Cậu đi. Rồi ha, la la hát đi, mẹ đi vắng đi. Ola đi học nha. Dạ. Chịu không? Ola chịu đi học không? Về đây nó lạ chưa? Quay qua đây coi. Quay đi mẹ nè đó. Tóc Ola nó màu nâu vàng vàng, nó không có đen mẹ không? Giờ vậy giờ cũng quăng Hàn Quốc nữa, giống y chang Hàn Quốc luôn kìa. Giỏi quá ta, quá nhà nữa ta. Ô la thương bà để đâu? À, thương mẹ để tim. Thương mẹ nhiều không? Mốt lớn lên làm gì? À, lớn lên nuôi mẹ, trời mà ói quá. Lớn lên nuôi mẹ. Có nuôi bà không? Có. Có xây nhà cho bà không? Có. Xây nhà thì sao? Xây nhà cho bà với mẹ. Bao lên to cho bà với mẹ. To là to cho bà với mẹ hả? To lên đó luôn. Ừ, dữ vậy hả? To lên đây luôn. Ừ, dữ vậy hả? Má mốt đi theo gái mày bỏ tao chứ hả? Chỉ mẹ mày. Mốt bị heo gái bỏ tao cho đó mày nuôi tao hả? Có heo gái không? Không. Heo gái không? Heo gái không? Không. Không hả? Danh dự không? Dạ, yeah, có heo trai không? Heo gái không? Nãy á, tóc á. Cái nhà nhỏ nó hỏi Ola tên gì đó, tên Ola, cái nó nghe không rõ. Cái nó Ola, cái nhỏ hỏi nữa nó. Hỏi gì hỏi hoài vậy, nó Ola mà hỏi hoài à. Mà bà Dung với ông Dũng bó tay nó luôn.